Nông Cơ xin chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0986 28901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc cho mọi người. Hôm nay bên em sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một mẫu máy cưa xích hạng tầm trung nòng đứng. Và em này đến từ thương hiệu của Echokiorit nha mọi người. Mã số là GC35A nha. Đó, em này thì có đầy đủ các chức năng như bộ giật trợ lực lớn, núm bơm xăng phụ, chốt e tự động nha mọi người. Đó, mẫu này dành cho anh em xài cho gia đình về nhà, rất là nhạy nổ, dễ xài, dễ sử dụng ha. Lam cái này được sử dụng lam tổng độ dài là 45 cm, mặt cắt là còn 40 nha mọi người. Xích được sử dụng xích chung 91 nhá. Đó, lam xích thì khá là đẹp nha mọi người. Các đầu rãnh lam chưa bị dập đầu và chưa bị tè đầu lam, và xích thì cũng đã được ráp xích mới cho anh em yên tâm sử dụng nha mọi người. Đó, bên phía mặt máy ốp lam thì anh em có thấy tem mạc Kyoric Green vẫn còn nguyên. Đó. Ốp lam cái này được sử dụng ốp lam hai ốc này, vặn trực tiếp bằng khóa 10. Đó, và tăng xích của em này nằm tại má ốp lam. Đây con vít dẹp này, đó là cái tăng xích nha mọi người. Bên phía má ốp lam thì các tem mạc còn nguyên nha, Kyoric Green. Núm bơm xăng đằng sau này. Đấy đây, chốt e nha mọi người. Lốc mặt tiền đi nhá. Tình trạng máy là ring nguyên bản, bảo hành bao lột nòng 12 tháng. Anh em mua được tặng kèm hai món đồ buji và rũa nha mọi người. Đó. Và đây là cái màng bô là bô giảm thanh nha. Đây là âm thanh phát ra là đỡ bị rè ré nha mọi người. Đó. Đây. Thì đằng trước này thiết kế cho mình nắp bình chứa nguyên liệu nhớt thải bô trơ lam xích này, có ký hiệu nha mọi người. Còn đằng sau này là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt nha. Bên phía chụp giật thì hộp giật này có sử dụng bộ giật trợ lực lớn nhá. Đây là những khách hàng có tuổi thì mình nên sử dụng mẫu này. Đó, giật rất là nhẹ nhàng, chỉ kéo nhẹ là nổ thôi, không cần dùng lực nhiều ha. GC35A này, mã số seri là 003048, Made in Japan, hàng chuẩn của Nhật Bản nha mọi người. Đó, giờ em sẽ mở bộ phận lọc gió cho anh em xem nhá. Anh em muốn xem chi tiết hình ảnh video nhắn tin qua Zalo nha mọi người. Đây, màng lọc của em này được thiết kế cho anh em là một màng lọc tròn nha mọi người. Đó, rất là kín đáo, chống bụi tuyệt đối đi vào bình xăng con và đầu nòng nha mọi người. Nói chung là màng lọc này rất là chắc chắn. Đó, nó và cũng có thiết kế thêm cho mình một cái miếng thiếc bên trong ha. Khi anh em bóp thì nó cũng không bị móc méo nha mọi người, nó hoàn về ha mọi người. Đây, giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhé. Giá của em Echo GC35A này là 3 triệu đồng tròn, được ráp xích mới nha. Anh em nào có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại 0986 28901 đặt hàng nha mọi người. Có trợ lực nên là chỉ cần kéo nhẹ là nổ, không cần dùng lực nhiều ha, rất là êm ấm. Em Echo GC35A, giá của em này là 3 triệu đồng tròn. Anh em nào có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại 0986 28901 đặt hàng nha mọi người.